Máy chạy. Rồi nhạc chuẩn bị này. Rồi mọi người chuẩn bị nhé, nhạc thật phóng ra nghe nhé. 3, 2, 1, nhạc bắt đầu. Xin chào mừng toàn thể quý vị đến với... Cho anh lại, xìu quá, xìu quá. À, mấy bạn bị ra chậm hơn so với em đây. Lo 8 không à. Sam ơi, tập trung đi em. Anh tập trung, anh mới là người tập trung á. Ừ, anh xin lỗi gì đi. Ờ, xin chào khán giả. Khi mà Phi Phụng mà được mời tham gia cái chương trình Thiên Đường Ẩm Thực này á, bắt đầu là không nhận, là tại vì chơi hai lần trước đều thua hết, mình quê quá. Nhưng mà kỳ này nghe nói là thi chung với những thành viên trong gia đình là số 1, cho nên mình hăng hái mình tham gia. Máy chạy. Chạy đi máy. Kinh doanh gia ua toàn quốc. Ê, một cái là em tới tận nơi, dù một bịch cũng đem tới tận nơi. Đây là chương trình Thi Đường Ẩm Thực chứ không phải là nơi để tiếp thị đồ ăn của nhà mình. Ôi, nhưng tại vì ông Hoàng hết trước chi. Sẵn đây Diệu Nhi bán gì nói luôn em. Dạ, em chỉ bán lạp xưởng với lại khô gà thôi chứ không có gì hết à. Mình có được đọc số điện thoại lên đây không ạ? À? Được, em đọc đi. Dạ, 0933704. Để gặp mẹ em, giao lạp xưởng dạ. Với lại khô gà. Khúc này sẽ bị cắt sóng. Tiếp theo đó là lời phát biểu của Diệu Nhi. Xin chào quý khán giả. Thì Diệu Nhi cảm thấy rất là vui khi tham gia chung với gia đình của mình. Diệu Nhi hy vọng rằng mọi người khi xem chương trình Thiên Đường Ẩm Thực sẽ có những phút giây giải trí vui vẻ. Nó nóng, nó tiếp xúc với lại cái inox á, nó có sự dằn vặt trong lương tâm. Gia đình là số 1 thì các bạn coi phim các bạn thấy là rất là quậy, rất là phá đúng không? Trên này cũng y chang, cũng theo quậy và phá luôn. Mình hy vọng sẽ mang đến tiếng cười với các bạn. Đường cao quá mỏi lắm con. Vừa vừa thôi. Ghim ghim. Đó. Chương trình đã cho Tuấn biết những cái hiểu biết về những cái món ăn để mà giữ gìn sức khỏe. Giống như là sau này Tuấn vợ Tuấn sinh thì Tuấn có biết được là những cái món ăn mà tốt cho mẹ để mà cho ra nhiều sữa để cho con của mình có sức đề kháng, sức phát triển thật là tốt. Thế để em trả lời chứ. Do ăn mặn quá, khát nước, rồi uống nhiều cái sữa bị loãng. Sữa bị loãng. Ăn mặn, khát nước, uống nhiều, sữa bị loãng. Rồi giống đời cha ăn mặn đừng con khát nước vậy. Đây là một cao hầm tổ yến. Yến đâu? Ừ, yến ngon quá. Thực ra đáng lẽ là tổ yến như chương trình có giới hạn về tiền nên mua miếng bỏ vô. Để cho em nghiêm túc nè. Quý vị khán giả thân mến, đừng quên đón xem chương trình Gia Đình Là Số 1 sẽ phát sóng vào HTV7. Xin lỗi. Đừng quên nghe. 19:50, Gia Đình Là Số 1, 20:30, Thiên Đường Ẩm Thực.